bắt người thân chịu thêm nghiệp. Hỏi: Người Việt Nam của ta có phong tục là khi đến ngày chết của thân quyến và tổ tiên thì làm giỗ để tưởng niệm, nhưng họ lại tổ chức ăn uống nhậu nhẹt, có khi lại sát sanh nữa, cúng toàn đồ mặn cho người đã chết. Lúc người chết còn xin tiền thích ăn gì là họ lại làm những món đó để cúng. Theo chú thì họ làm như vậy có ích lợi gì chăng? Người đã chết có hưởng được không? Có phải vô tình đã gây thêm tội nghiệp cho người đã chết, mà có khi người chết đã đi đầu thai trong lục đạo rồi, mà cúng dỗ có còn liên quan gì đến họ nữa không chú? Vì họ đã đi đầu thai rồi mà. Cúng cho bà nội cháu thì cúng đồ chay, còn làm đồ mặn cho con cháu ăn, và có mời vài người lại nhậu nữa. Theo chú thì sao? Ba mẹ cháu làm như vậy có đúng không? Có ảnh hưởng gì đến vong linh bà nội cháu không? Theo chú, ngày giỗ nên làm gì để vừa có lợi ích cho người chết và người đang sống? Trả lời: Thế gian thì việc này là chuyện thường, nhưng người hiểu Phật Pháp thì nên cẩn thận làm đúng theo Pháp mới tốt. Trong Khuyên Người Niệm Phật tập 1 có bàn về vấn đề cúng dỗ, xin xem qua để biết thêm. Việc cúng dỗ có ảnh hưởng khá lớn đến vong linh người chết. Nếu lợi dụng ngày dỗ kỵ của người quá cố mà làm tiệc linh đình, giết hại sanh vật để thết đãi, sẽ tạo thêm tội cho vong linh. Trong tội sát sanh, Kinh Phật có nói: Tự mình giết, vì mình mà con vật bị chết, thấy người ta giết mà mình vui mừng, đều có liên quan đến tội này. Vì thế, chọn những ngày dỗ kỵ mà sát sanh hại vật thì vong linh ấy cũng liên can chịu tội. Nếu người chết còn bị kẹt vào chỗ nào đó chưa được đầu thai, thì mỗi lần con cháu giết hại sanh vật để cúng tế thì họ lại bị thêm tội. Vì nghiệp mà họ đang chịu trả báo nay bị con cháu gửi thêm nghiệp nữa, nghiệp sau chồng nghiệp trước, biết chừng nào trả cho xong, thật tội nghiệp cho họ. Người chết lúc sanh tiền thích sát sanh hại vật để ăn, đây là vì tham ăn mà tạo nghiệp ác. Chính vì tội sát sanh hại vật mà họ đang chịu nạn. Khi bị nạn rồi, họ đã biết nguyên nhân tại sao, họ rất ân hận. Nhưng đã quá muộn màng, họ đang rất tha thiết và âm thầm cầu xin con cháu thương họ mà tìm phương giải nạn cho họ. Nếu con cháu biết được đạo lý này thì nên làm lành. Những ngày cúng dỗ đều tổ chức niệm Phật tụng kinh, phóng sanh lợi vật để hồi hướng công đức. Ơn nghĩa này đối với họ lớn lao và quý hóa biết chừng nào. Nếu họ đã đầu thai rồi mà con cháu vẫn cứ giết hại chúng sanh để hồi hướng cho họ, thì họ vẫn bị ảnh hưởng chứ làm sao tránh khỏi. Ví dụ như một người chết đầu thai làm chó chẳng hạn, đây là vì ngu muội mà sanh vào loài súc sanh. Con chó vì thương con cháu trong gia đình nên sẽ trở lại trong nhà để phục vụ cho con cháu. Nếu người thân nhân biết làm thiện hồi hướng cho người đó, cầu cho họ dù đang ở trong cảnh giới nào cũng nương theo công đức này sớm tỉnh ngộ tu hành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhờ lòng thành mà được cảm ứng, thì con chó đó có thể được hóa kiếp hay siêu thoát. Chứ con cháu không chịu làm thiện mà còn sát hại sanh vật đem cúng cho tấm hình đời trước của nó, rồi liệm xương cho nó ăn nữa, trớ trêu không? Thậm chí, nhân ngày giỗ của chính nó trong đời trước, con cái lại bắt con chó đó làm thịt để nhậu nhẹt. Hãy nghĩ thử, oán nạn này sẽ dẫn tới đâu? Thân nhân đã biến thành oan gia trái chủ, tình thương đã biến thành hận thù đời đời kiếp kiếp, biết bao giờ mới giải tỏa đây? Vấn đề dỗ chay đãi mặn thì chẳng khác gì. Vì thật sự tiếng là dỗ chay, chứ dạy đĩa xào để trên bàn thờ, so với tràn ngập thịt cá trong bàn tiệc, thì mấy món xào trên bàn thờ
chỉ là hình thức giả tạm, làm sao che lấp được sự thịt ê hề say sưa túy lưới. Hình thức trống rỗng, tâm ý giả tạo, có cảm thông được gì? Bắt người ta cắt cổ mổ ruột để nhậu trong ngày giỗ mà gọi là giỗ chay, thật là trớ trêu ngang ngạnh. Càng giả tạo, càng làm cho các oan hồn của những chúng sanh bị giết hại càng thêm hung hãn, càng thêm căm thù. Thù chất thêm thù, oán thù càng ngày càng khốc liệt. Trong bộ sách khuyên người niệm Phật, Diệu Âm cho đây là hành động trả hiếu quá kỳ quái của người thế gian. Ông bà đã dụng tu bị quả báo quá đau khổ, vì sát sanh hại vật nên họ chịu đủ mọi cực hình đau khổ trong tam đồ ác đạo để trả nghiệp. Con cháu không tìm cách gỡ nạn cho ông bà mà cứ chờ đến những ngày giỗ kỵ đem máu thịt nhét vào mồm của ông bà để ông bà bị kết thêm tội sát sanh mới. Làm như vậy có khác gì ông bà bị nạn đang tìm cách ngoi lên thoát nạn, vừa mới ngóc lên một chút thì bị con cháu nện lên đầu một đạp cho chìm xuống lại trong cảnh đọa lạc. Trả hiếu gì mà kỳ vậy? Vậy thì người biết tu hành, những ngày giỗ kỵ ông bà nên làm chay thanh tịnh mới tốt. Tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức cho vong linh, cầu xin vong linh sớm siêu sanh tịnh độ. Nên giảm chế các hình thức ăn nhậu say sưa, tuyệt đối đừng sát hại sanh vật, đừng nên lợi dụng ngày chết của ông bà cha mẹ mà giết hại sanh vật làm đám tiệc lên đình để trả ơn nghĩa thế gian. Nếu sơ ý, vừa tội nghiệp cho ông bà, vừa kết thêm nghiệp chướng cho chính mình, nhân quả này không dễ gì trả được đâu. Không những vậy, như ngày giỗ kỵ này, con cháu nên ăn chay, phóng sanh, làm các việc thiện để hồi hướng công đức, cầu cho vong linh được tiêu nghiệp tăng phước. Chỉ cần nhang đèn hoa quả với vài món tinh khiết để tỏ lòng thành kính. Nếu nhà nghèo quá thì chén nước lạnh trong sạch với hoa quả, một nén hương là đủ để thiết lễ tưởng niệm rồi, cần chi đến hình thức linh đình mà bị khó khăn. Mời đồng tu đến tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức là tốt nhất, tiện nhất, đúng pháp nhất. Nên thành tâm khai thị, khẩn cầu vong linh sớm hồi đầu quy y Tam Bảo, niệm Phật cầu sanh cực lạc thì càng hay càng chánh pháp. Ngày giỗ kỵ mà làm được các điều thiện này thì được nhiều chư thiện thần ủng hộ gia trì. Nếu cứ sát sanh hại vật, làm việc sai với đạo pháp thì các vị thiện thần sẽ lánh xa. Đây là điều không tốt cho gia đình trong tương lai vậy. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 5 tháng 6 năm 2009. Âm thanh lạ. Hỏi: A Di Đà Phật, thầy Tịnh Không dạy rằng trong tu tập nếu ta chứng đắc được điều gì không nên đem ra khoe. Có cô Diệu Ngộ khoe hết chuyện này đến chuyện kia. Con vô phước bắt đầu niệm Phật từ khi mượn sách đó từ thư viện. Chắc chắn lời khoe của cô ta làm cho con sai lầm. Kể từ lúc nghe tiếng niệm Phật trong đầu thì lại kèm theo tiếng trời mưa rất lớn. Nhiều lúc con bị sống trong sợ hãi bởi vì cái chứng lạ này. Hôm nay con cảm thấy rất rõ, nó chính là ma chướng trên đường tu tập quá non kém của con. Xin giúp con. A-di-đà Phật. Diệu Hưng. Trả lời: người đã chứng đắc thì đã thấy rõ chân tâm tự tánh. Chân tâm tự tánh là chính cái bản giác của mình, thanh tịnh tịch diệt. Đã thanh tịnh tịch diệt rồi thì còn gì để hồ hởi nữa mà đi khoe ra ngoài. Ngài Tịnh Không nói, một khi khoe ra thì định lực tan biến hết. Tan biến hết tức là không có định lực. Không có định lực thì chứng đắc chỗ nào? Vì thế, Diệu Hưng hãy giữ lòng khiêm nhường tu tập, cố gắng nghe theo lời tổ, lời chỉ dạy của chư hòa thượng cao tăng đại đức mà tu tập mới an lòng, trở nên hiếu kỳ mới tốt vậy. Tất cả đều do tâm mình tạo ra, hỗn loạn cũng do tâm, vui vẻ cũng do tâm, buồn bã cũng do tâm,
yên tĩnh cũng do tâm, ồn ào cũng do tâm. Nay Diệu Hương thường nghe tiếng này tiếng nọ cũng do tâm. Vậy thì lấy tâm mà điều phục. Một là tâm đang lo sợ thì đừng lo sợ nữa. Một lần lo sợ thì có thể niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát có đại nguyện cứu khổ cứu nạn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói: Nhự hữu cấp nạn khủng bố, đáng tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát, vô bất đắc khả thoát giả. Nghĩa là nếu ai có nạn tai khủng hoảng lo sợ, thành tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì Ngài đến cứu cho, không có nạn nào là không hết. Hàng ngày ngoài thời niệm Phật nên phát tâm niệm thêm Bồ Tát, tin tưởng vững vàng như vậy thì tự nhiên hết bệnh. Khi hết bệnh rồi thì nhớ niệm Phật tu hành nhé. Khi tu hành phải nhớ rõ rằng mình còn nghiệp chướng sâu nặng, nhiều đời nhiều kiếp mê muội làm chuyện sai lầm, oan gia trái chủ nhiều lắm, thì đời này dù có niệm Phật được là nhờ thiện căn phước đức nào đó đưa đến. Đây là cơ duyên mình được Phật lực gia trì mà đới nghiệp giảng sanh, chứ không phải niệm vài hôm là được chứng đắc đâu nhé. Chứ nên tự cao ỷ lại, chứ nên vỗ ngực cho là chứng đắc nữa nghe. Mỗi khi niệm Phật tu hành, ngay cả lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nữa, đều phải hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Luôn luôn phải có lòng thành sám hối nghiệp chướng của mình, không được cống cao ngã mạn, không được cạnh tranh ganh tị, không nên nói người này xấu, người kia hư, đừng nên nóng giận kình cãi với ai. Tất cả nên bỏ qua hết, vui vẻ, thoải mái thì tự nhiên hết bệnh. Đó cũng chính là tu hành vậy. Đừng nên sát sanh hại vật, dù là muỗi, ruồi, kiến cũng không được giết chúng nhé. Phải có tâm từ bi rộng lớn như vậy mới được. Sám hối là không làm lỗi lầm nữa. Ngày ngày niệm Phật để hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, cầu giải tỏa tất cả oán thù. Cứ hồi hướng mãi để giải lần chướng nạn. Cụ thể, đang nghe âm thanh gì đó, chưa chắc là xấu, cũng chưa chắc là tốt. Xin giữ lòng bình tĩnh, không mừng, không sợ. Mừng cũng không tốt, mà sợ cũng không hay. Nếu đang niệm Phật thì cứ niệm Phật. Lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình. Còn tất cả các hiện tượng khác, đừng để ý tới, hãy kệ nó đi. Chỉ biết rằng, khi mình niệm Phật thì có chư Bồ Tát gia trì, có chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ, mình sẽ an toàn không có gì e ngại. Phải tin tưởng vững chắc như vậy. Chúc an vui. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 8 tháng 6 năm 2009. Sợ ma. Hỏi: A Di Đà Phật, Minh Quang có một câu hỏi xin chú Diệu Âm hoan hỷ cho. Nếu một người bị yếu bóng vía và thường sợ ma, thì có nên để họ tham gia vào cuộc hộ niệm cho người sắp lâm chung không? Xin cảm ơn chú. Trả lời: yếu bóng vía hay sợ ma thì nên niệm Phật nhiều. Niệm Phật thật thành tâm. Mỗi câu niệm Phật thành tâm thì có 25 vị Bồ Tát gia trì. Có Bồ Tát gia trì thì còn ma nào dám chọc nữa mà sợ. Thiếu niềm tin vào Phật Pháp mới sợ ma, không hiểu Phật Pháp mới sợ ma, thường làm việc ma mới gặp ma, tâm ma mới gặp ma. Tục ngữ thế gian có câu: ma bắt coi mặt người ta, mặt ai mét mét thì ma bắt hoài. Vậy thì đừng sợ bậy bạ nữa nhé. Vì thật ra chính mình là một con ma rất lớn, lớn hơn những con ma khác mà không hay. Chính mình là ma mà là sợ ma, vô tình cứ đi dọa ma người khác, thành ra con ma mình làm con ma người bất an. Rốt cuộc ai cũng phải sợ mình. Sợ mình thì lìa xa mình, vô hình trung chính mình tách ly đại chúng, sống âm thầm neo đơn trong cảnh ma. Tâm sợ ma thì tâm luôn nghĩ đến ma, tâm luôn nghĩ tới ma thì ma cứ hiện mãi trong tâm. Ma hiện mãi trong tâm thì tâm thấy ma hàng ngày. Tâm thấy ma hàng ngày tức là hàng ngày đang sống với cảnh ma. Sống với cảnh ma thì dễ thành ma.
thân là người mà tâm là ma, thì làm sao có ngày giải thoát? Đây chính là tự mình trói buộc mình đó. Tự mình tạo tất cả cảnh giới xấu cho chính mình. Tâm chấp vào đâu sẽ đi về cảnh giới đó. Do đó, nếu cứ nghĩ về ma, thì sau khi chết dễ đi về đường ma. Thế gian gọi là sống làm người, chết làm ma, thật oan uổng vô cùng. Tất cả đều tại chính ta muốn vậy. Làm ma khổ lắm, sướng ít gì đâu mà chạy theo con đường đó. Một người nào đó còn sợ ma thì mời đi hộ niệm làm chi? Chờ khi nào hiểu đạo rồi mới đi hộ niệm cũng chưa muộn vậy. Hiểu đạo là sao? Là người thành tâm niệm Phật, ngày ngày nghĩ Phật, giờ giờ tưởng Phật, quyết định tương lai sanh về nước Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tức định kiến Phật. Nghĩa là người luôn luôn nhớ đến Phật, luôn luôn niệm Phật. Được vậy, nếu không bây giờ thì cũng tương lai chắc chắn sẽ gặp Phật. Gặp Phật có nghĩa là thành Phật, chứ không phải là mong tâm cầu thấy này thấy nọ đâu nhé. Tại sao lại gặp ma? Vì không hiểu pháp Phật, vì không làm theo lời Phật dạy mà lại làm ngược lại kinh Phật. Phật dạy ức Phật niệm Phật thì gặp Phật, còn mình lại ức ma niệm ma thì tương lai nhất định gặp ma. Gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình tưởng tới, nhớ tới, niệm tới. Tất cả đều do chính tâm mình tạo ra cả. Như vậy, gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình muốn, chứ có ai tạo ra cảnh tượng này đâu. Gặp Phật chắc chắn phải hay hơn là gặp ma chứ. Hiểu được đạo lý này thì xin thành tâm khuyên người nào sợ ma đó, hãy mau mau từ bỏ ý niệm này. Bỏ đi là hết, tất cả đều được giải quyết. Nhìn xác người chết mình sợ ma, vì mình đang nghĩ đến người đó có linh hồn không còn trong cái xác nữa thì thành ma. Xin hỏi, khi nhìn một cái xác chết của con heo, tại sao mình không sợ? Có lẽ mình cho rằng con heo không có linh hồn chăng? Quá sai lầm. Phật dạy, tất cả mọi sanh vật đều có tánh linh. Tánh linh này là Phật, tánh linh bình đẳng, giới thánh không ngộ, giới phàm không mê, giới người không hơn, giới vật không kém. Tánh linh vẫn là vậy, mê hay ngộ, hơn hay kém, đều do chính chúng sanh tạo lấy mà thôi. Người thế gian mê muội nên hạ cấp tánh linh này xuống thành linh hồn, vong hồn, du hồn hoặc thành ma. Khi mê, thấy chúng sanh giống như ma, sợ sệt. Ngộ rồi, thấy chúng sanh đều là Phật, cung kính. Rõ ràng, Phật hay ma đều do tự tâm, kính hay sợ cũng do chính tâm của mình tạo ra. Ví dụ cụ thể, một người không biết đường tu, ngu muội tham chấp vào gia tài, điền sản, quyến luyến, nhà cửa. Khi chết, dễ dàng đầu thai thành loài bàn xanh như con heo trong chuồng. Thân là heo, mà linh hồn của con heo đó trước đây lại chính là người chủ trong gia đình đó. Khi còn là người thì được cung kính, nể gì. Khi làm heo rồi thì bị khinh bỉ, hất hủi. Người sợ ma không dám nhìn xác người, mà lại vui vẻ nhìn xác heo chết. Không ngờ xác heo và xác người tuy hai mà một. Người ngồi gần người chết thì sợ mùi tử khí, mà lại mạnh dạn bánh xác con heo, lóc xương cắt mỡ, tìm miếng thịt nạc. Bên xác người chết thì được thành kính, tụng kinh, niệm Phật, thắp hương, đốt trầm, mà lại sợ. Trong khi mổ xẻ xác heo thì phần tiểu khai thối, máu thịt tanh hôi, mà nhiều người lại thấy thơm. Đâu là ma, đâu là Phật đây? Chúng ta đâu có biết rằng, trong lúc bên thay con heo ra tìm miếng thịt nạc, thì có một linh hồn đang nhìn mình chăm chăm, đang căm hờn tột độ, đang nguyền rủa thậm tệ, và chúng thề quyết sẽ trả mối thù sát mạng phân thay này. Cách biệt giữa ma và Phật chỉ có mê và ngộ. Người chưa muốn giảng sanh thành Phật thì chưa ngộ.
người cứ nghĩ tới ma vì đam mê, mê làm ma, ngộ làm Phật. Ngộ ra đạo lý này thì thấy chính mình là một vị Phật. Một vị Phật thì an nhiên, thanh tịnh, sống thì niệm Phật, khi xả bỏ báo thân thì về Tây Phương gặp Phật A-di-đà, thành Phật, tận hưởng an vui cực lạc, giải thoát, sống chết tự tại. Còn gì nữa mà lo? Không chịu ngộ ra đạo lý này thì mê muội cứ tiếp tục mê muội. Mê muội thì sống mà tâm thần bất tịnh, không an, sợ ma. Khi chết thì tâm hồn hoảng hốt, kinh hãi, không còn sáng suốt, mù mù, mịt mịt, bị ma dẫn theo cảnh ma, để thành ma, đời đời kiếp kiếp lang thang khổ cực, làm sao được vui đây? Hãy mau mau ngộ đi, sống thì niệm Phật hộ niệm cứu độ chúng sanh, chết thì liền báo thân đi, giảng sanh về tịnh độ một đời cực lạc, sung sướng thành tựu đạo quả, vui quá. A-di-đà Phật, Diệu Âm, ngày 14 tháng 6 năm 2009. Cúng dỗ người giảng sanh. Hỏi: A-di-đà Phật, Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã xa đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh, thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày dỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống, cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này
mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn, thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã xa đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọn tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ-Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh
thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh, thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng, nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhưng ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật, tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Niệm Phật nhiều, niệm Phật thực thành tâm. Mỗi câu niệm Phật thành tâm thì có 25 vị Bồ Tát gia trì. Có Bồ Tát gia trì thì còn ma nào dám chọc nữa mà sợ. Thiếu niềm tin vào Phật Pháp mới sợ ma, không hiểu Phật Pháp mới sợ ma, thường làm việc ma mới gặp ma, tâm ma mới gặp ma. Tục ngữ thế gian có câu, ma bắt coi mặt người ta, mặt ai mét mét thì ma bắt hoài. Vậy thì đừng sợ bậy bạ nữa nhé. Vì thật ra, chính mình là một con ma rất lớn, lớn hơn những con ma khác mà không hay. Chính mình là ma mà lại sợ ma, vô tình cứ đi dọa ma người khác, thành ra con ma mình làm con ma người bất an. Rốt cuộc ai cũng phải sợ mình. Sợ mình thì lìa xa mình, vô hình trung chính mình tách ly đại chúng, sống âm thầm neo đơn trong cảnh ma. Tâm sợ ma thì tâm luôn nghĩ đến ma, tâm luôn nghĩ tới ma thì ma cứ hiện mãi trong tâm, ma hiện mãi trong tâm thì tâm thấy ma hàng ngày. Tâm thấy ma hàng ngày tức là hàng ngày đang sống với cảnh ma. Sống với cảnh ma thì dễ thành ma. Thân là người mà tâm là ma thì làm sao có ngày giải thoát. Đây chính là tự mình trói buộc mình đó. Tự mình tạo tất cả cảnh giới xấu cho chính mình. Tâm chấp vào đâu sẽ đi về cảnh giới đó. Do đó, nếu cứ nghĩ về ma thì sau khi chết dễ đi về đường ma. Thế gian gọi là sống làm người, chết làm ma, thật oan uổng vô cùng. Tất cả đều tại chính ta muốn vậy. Làm ma khổ lắm, sướng ích gì đâu mà chạy theo con đường đó. Một người nào đó còn sợ ma thì mời đi hộ niệm làm chi? Chờ khi nào hiểu đạo rồi mới đi hộ niệm cũng chưa muộn vậy. Hiểu đạo là sao? Là người thành tâm niệm Phật, ngày ngày nghĩ Phật, giờ giờ tưởng Phật, quyết định tương lai sanh về nước Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói, ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tức định kiến Phật. Nghĩa là, người luôn luôn nhớ đến Phật, luôn luôn niệm Phật. Được vậy, nếu không bao giờ, thì cũng tương lai chắc chắn sẽ gặp Phật. Gặp Phật có nghĩa là thành Phật, chứ không phải là mong tâm cầu thấy này thấy nọ đâu nhé. Tại sao lại gặp ma? Vì không hiểu pháp Phật, vì không làm theo lời Phật dạy, mà lại làm ngược lại kinh Phật. Phật dạy, ức Phật niệm Phật thì gặp Phật, còn mình lại ức ma niệm ma, thì tương lai nhất định gặp ma. Gặp Phật hay gặp ma, đều do chính mình tưởng tới, nhớ tới, niệm tới. Tất cả đều do chính tâm mình tạo ra cả. Như vậy, gặp Phật hay gặp ma đều do chính mình muốn, chứ có ai tạo ra cảnh tượng này đâu. Gặp Phật chắc chắn phải hay hơn là gặp ma chứ. Hiểu được đạo lý này thì xin thành tâm khuyên người nào sợ ma đó, hãy mau mau từ bỏ ý niệm này. Bỏ đi là hết, tất cả đều được giải quyết. Nhìn xác người chết mình sợ ma vì mình đang nghĩ đến người đó có linh hồn,
linh hồn không còn trong cái xác nữa thì thành ma. Xin hỏi, khi nhìn một cái xác chết của con heo, tại sao mình không sợ? Có lẽ mình cho rằng con heo không có linh hồn chăng? Quá sai lầm. Phật dạy, tất cả mọi sanh vật đều có tánh linh. Tánh linh này là Phật, tánh linh bình đẳng với thánh không ngộ, với phàm không mê, với người không hơn, với vật không kém. Tánh linh vẫn là vậy, mê hay ngộ, hơn hay kém, đều do chính chúng sanh tạo lấy mà thôi. Người thế gian mê muội nên hạ cấp tánh linh này xuống thành linh hồn, vong hồn, du hồn hoặc thành ma. Khi mê, thấy chúng sanh giống như ma, sợ sệt. Ngộ rồi, thấy chúng sanh đều là Phật, cung kính. Rõ ràng, Phật hay ma đều do tự tâm, kính hay sợ cũng do chính tâm của mình tạo ra. Ví dụ cụ thể, một người không biết đường tu, ngu muội tham chấp vào gia tài, điền sản, quyến luyến nhà cửa. Khi chết, dễ dàng đầu thai thành loài bàn xanh như con heo trong chuồng. Tân là heo, mà linh hồn của con heo đó trước đây lại chính là người chủ trong gia đình đó. Khi còn là người thì được cung kính, nể gì. Khi làm heo rồi thì bị khinh bỉ, hất hủi. Người sợ ma không dám nhìn xác người, mà lại vui vẻ nhìn xác heo chết. Không ngờ xác heo và xác người tuy hai mà một. Người ngồi gần người chết thì sợ mùi tử khí, mà lại mạnh dạn banh xác con heo, lóc xương cắt mỡ, tìm miếng thịt nạc. Bên xác người chết thì được thành kính, tụng kinh, niệm Phật, thắp hương, đốt trầm, mà lại sợ. Trong khi mổ xẻ xác heo thì phần tiểu khai thối, máu thịt tanh hôi, mà nhiều người lại thấy thơm. Đâu là ma, đâu là Phật đây? Chúng ta đâu có biết rằng, trong lúc bên thay con heo ra tìm miếng thịt nạc, thì có một linh hồn đang nhìn mình chăm chăm, đang căm hờn tột độ, đang nguyền sủa thậm tệ, và chúng thề quyết sẽ trả mối thù sát mạng phân thay này. Cách biệt giữa ma và Phật chỉ có mê và ngộ. Người chưa muốn giảng sanh thành Phật thì chưa ngộ. Người cứ nghĩ tới ma vì đang mê, mê làm ma, ngộ làm Phật. Ngộ ra đạo lý này thì thấy chính mình là một vị Phật. Một vị Phật thì an nhiên, thanh tịnh, sống thì niệm Phật, khi xả bỏ báo thân thì về Tây Phương gặp Phật A-di-đà, thành Phật, tận hưởng an vui cực lạc, giải thoát, sống chết tự tại. Còn gì nữa mà lo? Không chịu ngộ ra đạo lý này thì mê muội cứ tiếp tục mê muội. Mê muội thì sống mà tâm thần bất tịnh, không an, sợ ma. Khi chết thì tâm hồn hoảng hốt, kinh hãi, không còn sáng suốt, mù mù, mịt mịt, bị ma dẫn theo cảnh ma, để thành ma, đời đời kiếp kiếp lang thang khổ cực, làm sao được vui đây? Hãy mau mau ngộ đi, sống thì niệm Phật hộ niệm cứu độ chúng sanh, chết thì liền báo thân đi, giảng sanh về tịnh độ một đời cực lạc, sung sướng thành tựu đạo quả, vui quá. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 14 tháng 6 năm 2009. Cúng dỗ người giảng sanh. Hỏi: A Di Đà Phật, Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó, mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm.
cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh, làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã xa đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa, thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh, thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, cách diệt thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày dỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống, cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn, thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã xa đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước.
Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, bích chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh, thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh, thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt. Còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. A-di-đà Phật. Minh Châu gửi lời vấn an sức khỏe cư sĩ Diệu Âm. Minh Châu hơi thắc mắc là khi những người đã được giảng sanh thì mình chỉ cần tưởng nhớ tới người thân mình, nên mình cầu siêu và phóng sanh cho thân nhân trong vòng 49 hoặc 100 ngày. Rồi sau đó, mình có cần thiết phải cầu siêu cho họ nữa không? Và có cần lập bàn thờ để làm dỗ cho thân nhân mỗi năm không? Vì người được giảng sanh đã theo từ phụ A-di-đà rồi. Xin cư sĩ giải thích cho Minh Châu được hiểu thêm. Cảm ơn cư sĩ nhiều. Triệu Kim Ngọc, Minh Châu. Trả lời: chúng ta, người Phật tử thường tới chùa dâng hương, hoa quả cúng Phật. Phật đâu dùng những thứ đó, vậy mà mình vẫn cúng. Mình thành tâm lễ Phật, lạy Phật, niệm Phật, Phật đâu cần những chuyện này, nhưng ta vẫn làm. Cầu siêu 49 ngày, 100 ngày, phóng sanh,
làm các việc lành hồi hướng cho người xa đi. Đây là sự tự nguyện của người còn sống. Việc làm này thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu đối với ông bà cha mẹ đã xa đi, thể hiện tâm thương kính trước sau như một. Con cháu có nghĩa, có hiếu thì nên thành tâm làm. Nếu quên tình quên nghĩa, thì có luật lệ nào phạt tội mình? Tất cả đều do tâm của con cháu có thành kính hay không. Nếu người thân bị chết, nghĩa là không được giảng sanh cực lạc, chắc chắn họ bị kẹt trong sáu nẻo luân hồi. Tệ hơn nữa, hầu hết bị lạc trong ba đường đọa lạc. Con cháu hãy thường tưởng người thân mà thành tâm cầu siêu cho họ. Đây là điều phải làm, rất cần. Hãy chí thành chí kính mà làm. Đừng nên hỏi đi hỏi lại rằng có linh không, có thiên không, có ích gì không. Dù kết quả có được viên mãn hay không, thì chúng ta cũng không nên bỏ qua, vì đây là tâm hiếu kính. Nếu người thân được giảng sanh, thì ta cũng vì tâm hiếu kính mà làm cho trọn phận làm con cháu, đừng nên ngại ngùng. Tất cả những nghi tiết về tụng kinh niệm Phật để cầu siêu, các việc thiện, phóng sanh, chúng ta cũng nên làm và cố gắng làm với lòng chí thành chí kính để hồi hướng công đức cho họ. Sau đó, nhân ngày giỗ kỵ, ta vẫn nên tổ chức niệm Phật, tụng kinh, trai chay thanh tịnh để hồi hướng công đức và tưởng niệm người đã giảng sanh. Việc làm này rất tốt, rất có lợi. Tại sao vậy? Một là vì lòng kính thương hiếu nghĩa, hiếu dưỡng phụ mẫu là điều đầu tiên Phật dạy. Hiếu thuộc về xuất thế gian, dưỡng thuộc về thế gian pháp, phải chu tất khi người còn sống, cũng như lúc khuất bóng. Hai là nhờ vậy mà họ được dự phần cao phẩm hơn. Ba là hồi hướng cho một vị ở cõi cực lạc công đức sẽ lớn vô cùng. Nhờ công đức này mà sau này duyên phận giữa ta với họ càng sâu càng nặng, họ không thể không cứu ta. Bốn là nói giảng sanh là xét về sự tướng mà nói, chứ chính chúng ta chưa chứng đắc, chưa có đủ đạo nhãn, thì làm sao dám bảo đảm 100%. Vậy thì phận làm con cháu phải cẩn thận tối đa, phải thận trọng hành theo đúng lễ mới an tâm, mới tránh được những sơ suất, khỏi bị ân hận về sau. Thực tế, những việc làm này cho người quá cố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã xa đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được 1/7 là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được. Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy.
chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọn tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì, khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh, thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh, thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhưng ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Bố thì ít, mà cho chính ta thì nhiều. Chính ta đều hưởng hầu hết công đức, còn người đã xa đi thì chỉ hưởng một phần mà thôi. Nếu tâm có thành cho mấy đi nữa, dù muốn đem công đức hồi hướng hết đi nữa, thì người được hồi hướng chỉ có thể nhận được một phần bảy là cùng, còn tất cả chính ta hưởng hết. Nếu người được giảng sanh cực lạc, họ đã thành Bồ Tát, thành thanh tịnh đại hải chúng rồi. Tình thật mà nói, các ngài đâu cần chút công đức của ta. Ta có cúng dỗ, tưởng niệm, cầu siêu, lập bàn thờ cho họ hay không, không phải là điều quan trọng đối với họ, mà chính là rất quan trọng đối với chúng ta. Chính chúng ta rất cần công đức của họ, muốn được quả báo như họ. Muốn được vậy thì ta phải có lòng chí thành cúng dường công đức lên cho họ. Tại sao vậy? Thành tức linh. Lòng chân thành của chúng ta sẽ cảm ứng được sự gia trì của các ngài. Ta không có lòng thành, các ngài gia trì không được,
Đây là sự thật. Tất cả đều do chính tâm của chúng ta tạo nên. Tâm chúng ta có cảm thì các ngài có ứng. Tâm chúng ta không cảm thì các ngài không ứng được. Tâm Phật tịch tịnh, chỉ độ được người hữu duyên, không bao giờ phan duyên. Vì vậy, sự cảm ứng đạo giao phải do chính tâm của chúng ta khởi trước. Đây là ý nghĩa nhất thiết duy tâm tạo vậy. Chân thành cúng dường tức là cảm. Công đức cúng dường sẽ được hồi đáp lại cho chúng ta, tức là ứng. Ta cúng dường lên các ngài bằng công đức của một người phàm phu. Các ngài hồi đáp lại cho chúng ta bằng công đức của một vị Bồ Tát. Công đức của Bồ Tát sẽ lớn vô lượng vô biên. Nhờ sự hồi đáp này mà ta hưởng biết bao nhiêu phước lợi. Nhờ công đức này mà ta hóa giải được vô lượng tội chướng. Rõ ràng, vô tình chúng ta đang làm một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọn tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này, chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương. Chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ Tát công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì, khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh, niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh, thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh, thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhưng ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Là một cuộc trao đổi, một vốn tỷ lời. Thế gian chưa có món lợi nào sánh bằng. Trong kinh Phật nói, thành tâm niệm một câu A-di-đà Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọn tội. Chúng ta quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm cúng dường lên các ngài một câu Phật hiệu, thì các ngài liền hồi đáp cho chúng ta một cái ân đức bằng sự hóa giải ách nặng đến 80 ức kiếp nghiệp tội sâu nặng. Tội giảm thì phước tăng. Nhờ phước này chúng ta mới vượt qua được ách nạn mà giảng sanh Tây Phương.
chứ tự hỏi thử, thân phận một người phàm phu tội trọng như chúng ta, làm sao có khả năng vượt thoát sanh tử luân hồi đây? Lòng thành cúng dường một chúng sanh phước đức đã lớn, cúng dường một vị A-la-hán, Bích Chi Phật, phước báu sẽ lớn hơn, hưởng cả trăm kiếp không hết. Cúng dường một vị Bồ-Tát, công đức sẽ vô lượng. Cúng dường một vị Phật, thì công đức này trở thành vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Nói như vậy, không có nghĩa chúng ta vì tham công đức của họ mà mình cúng dường, mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng, nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhưng ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì, liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Mình cúng dường mà chính tâm thành kính tự nó có công đức. Người tham lam không bao giờ đạt đến tâm thành kính đâu. Các ngài biết hết, khỏi lo bị lỗ, bị hớ. Vậy thì, khi người thân khuất bóng, dù được giảng sanh hay không, thì chúng ta cũng nên nhân ngày dỗ kỵ mà thiết lễ tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng công đức cho họ. Đối với người chưa được siêu sanh, thì nhờ đó mà được giảm tội tăng phước, giúp họ có cơ duyên siêu sanh. Đối với người đã được siêu sanh, thì chính lòng thành của chúng ta sẽ được hồi đáp bằng những công đức lớn vô lượng. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì, liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Nhất định có lợi, lợi người, lợi ta, không có gì phải ngại ngùng. Nhân ngày dỗ kỵ tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cầu siêu đã tốt, còn hàng ngày đều niệm Phật tụng kinh, làm việc thiện, thường phóng sanh lợi vật, ngày ngày hồi hướng công đức cho cửu huyền tất tổ, tứ thân phụ mẫu, bà con quyến thuộc, cho tất cả oán thân trong nhiều đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì, liệu thoát sanh tử, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc.
A-di-đà-phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Đời nhiều kiếp, cầu nguyện cho họ sớm được Phật lực gia trì liệu thoát sanh tử thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa trả tròn tứ ân, vừa cứu khổ tam đồ, vừa giải được oán thù từ oán thân trái chủ. Hãy đem lòng chí thành cầu nguyện cho tất cả đều được giảng sanh cực lạc. A-di-đà-phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 6 năm 2009. Việc tu hành của chúng ta không phải là việc cầu may. Chúng sanh sống theo luật nhân quả. Người có tu, có công phu, có hành pháp như thế nào thì sẽ đạt được kết quả tương xứng như thế ấy. Chắc chắn là vậy. Người Phật tử tin chắc nhân quả, hành trì đúng nhân quả thì chẳng sợ gì cả. Sợ gì chúng ta còn sợ ma, sợ quỷ, sợ trời gầm, sét đánh là vì mình chưa tin, chưa thấy được sự thật của luật nhân quả. Nhân quả là gì? Phật dạy, người gây nhân bất hảo sẽ bị quả không tốt, người gây nhân tốt sẽ được quả tốt. Đó là điều dĩ nhiên thôi. Phật tử nắm chắc như vậy rồi tu, khỏi sợ cái gì cả. Quý vị không cần đến gốc cây, ông lò, miếu đình, khấn vái cho con được cái này, cái kia. Ai muốn thi đậu, bắt buộc phải siêng học. Muốn tu hành kiến tánh ngay trong đời này thì phải công phu liên tục, phải phá tan những tật xấu của mình, nhất định sẽ thành công thôi. Điểm thứ năm là phá tan hoài nghi, tức là những nghi ngờ về tam bảo và nghi ngờ về khả năng giác ngộ của chính mình. Trong giới Phật tử còn nhiều vị nghi ngờ lắm. Bởi nghi ngờ nên tất cả lời Phật dạy ít ai áp dụng tới nơi tới chốn được. Quý vị đang tu như vậy, nhưng nghe ai nói bây giờ lên núi nào đó uống nước tiên bang chỉ một lần thôi là mở sáng trí ra thấy được đạo, khỏi phải tu gì cả. Lúc đầu nghe thấy lạ, nhưng nghe nhiều lần như vậy trong bụng nghĩ, ừ, đâu mình lên trên đó coi, uống thử chút nước tiên xem có phải như vậy không. Tức ngày đó đã bị ma quỷ, các loại tư tưởng lang mang ốp mình rồi, hà huống là chạy theo. Người như vậy là chưa vững niềm tin, còn nghi ngờ đối với pháp tu. Phật từng dạy chúng ta đến với Như Lai để suy nghiệm, chứ không phải đến để tin. Phật không chấp nhận cuồng tín hay vì lý do nghe đồn đãi mà chúng ta đến với Ngài. Ngài dặn đệ tử, những người muốn học theo Ngài phải hiểu Ngài rồi mới tin Ngài, tu theo Ngài. Bây giờ muốn hiểu Phật phải làm sao? Trước nhất phải làm sao làm chủ được đối với tất cả những cảnh duyên, không phóng tâm ngược xuôi ra ngoài, không để những giận hờn, thương ghét, quấy rầy làm mất thì giờ của mình. Chúng ta phải dứt khoát tự sắp xếp thời khóa biểu tu tập đúng cho mình. Như vậy là tin Phật, tu Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi thành Phật không phải là một vị thánh, có những biến hóa thần kỳ rồi mới vào thế giới này, mà Ngài là một con người, trải dài kiếp số, Ngài cũng đã nếm trải tất cả những khổ đau trong luân hồi sanh tử. Từ đó, Ngài thấy được nguồn gốc của sự khổ đau, phát tâm tu hành và quyết tìm ra một phương pháp để giải quyết những khổ đau cho chính mình, đồng thời giúp tất cả mọi loài cùng giải quyết những khổ đau chung ấy. Ngài đã có mặt ở Ấn Độ cách chúng ta hơn 2.500 năm, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya với tên Tất Đạt Đa. Đứng lên cũng lập gia đình rồi sau xuất gia tu hành, trải qua thời gian tầm đạo và tu hành khổ hạnh trong rừng già, tinh tấn dũng mãnh không ai bằng, cuối cùng Ngài mới thành tựu đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Như vậy Đức Phật là một con người lịch sử, để lại cho chúng ta những phương pháp tu học rõ ràng qua kinh nghiệm bằng xương bằng thịt của bản thân, chứ Ngài không phải là một cái đấng thần linh nào bay đến với những phép thuật lạ đời. Điều đó cho chúng ta thấy Phật muốn làm sao mỗi người con Phật đều thấy được thực chất của mình. Chúng sanh từ nghiệp tập mà nối tiếp trong sanh tử, bây giờ đừng gây tạo nghiệp tập nữa thì chấm dứt dòng sanh tử luân hồi. Cho nên Phật thị hiện trong cuộc đời như bao nhiêu con người, mang tâm trạng buồn, vui, sướng, khổ như bao người. Từ đó Ngài vươn lên thoát khỏi những cột trói khiến cho con người phải chịu khổ vô cùng tận. Có thế chúng ta mới noi theo, mới vững niềm tin mình cũng có thể tu được, cố gắng dùng công phu thật đắc lực. Nếu chúng ta trả xong món nợ lớn nhân quả từ nhiều kiếp mê lầm rồi, làm chủ được mình thì ta đã qua được những cơn bệnh ngặt, thoát khỏi tù tội.
Ta là người qua khỏi sa mạc khô khan nguy hiểm, thành quả ấy có được từ nơi bản thân ta thôi. Tôi xin lặp lại, muốn vượt qua những khó khăn, chúng ta phải trả hết những nợ nần cũ. Muốn giải quyết tất cả rối rắm, mở tung những cái gốc trong lòng, phải là chính chúng ta, chứ không ai hết. Trong kinh Phật dạy, tự ta làm cồn đảo cho mình, tự ta phải tu tập, phải giữ giới, phải hành trì thì mới đạt được kết quả. Có nhiều Phật tử bảo, thầy nói tu nghe dễ, nhưng thật ra đâu phải dễ. Ừ, đâu phải dễ, khó lắm chứ. Việc tu dĩ nhiên là có, nhưng không phải chúng ta không thực hiện được. Nó đòi hỏi ta phải có sự kiên quyết, có kiên quyết mới trả hết nợ nần cũ, thoát được những ngục tù sa mạc khô khan. Trong cuộc đời đầy dẫy bấp bênh với vô vàn những nỗi bất hạnh không như ý, nhất là cái khổ đau trầm luân sinh tử kéo dài, chúng ta không có nội lực thâm hậu thì không giải quyết được. Người có sức mạnh lớn mới dùng lên thoát ra được, dĩ nhiên cũng cần tới sự hộ niệm của chư Phật, các vị thánh trước, lịch đại tổ sư và các bậc thiền hữu tri thức nữa. Có sức mạnh tâm linh, chúng ta mới giải quyết được nỗi khổ ngay trong hiện tại và đảm bảo giải thoát ở mai sau. Những nỗi khổ trong hiện tại, nếu chúng ta không làm chủ được, nó sẽ là nguyên nhân dẫn đến những khổ đau triền miên trong tương lai. Từ đó ta lầm mê, tiếp tục tạo thêm nghiệp tập tâm tối, nhận lãnh khổ đau chồng chất. Chủ trương của Đạo Phật là tự mình chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình. Người không có tự lực, cứ xìu xìu ẩn ẩn thì không ai giúp gì được. An lạc chỉ có khi nào ta làm chủ được mình. Rõ ràng như vậy. Ví dụ người ta chửi mình chửi lại, thì hai bên ấu đả nhau, dẫn đến đau khổ. Không khi nào làm như vậy mà được hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có khi người ta chửi mình mà ta nhớ lời Phật dạy, phải từ bi, coi những lời chửi ấy như nước cam lộ. Ta bình tĩnh vui vẻ thì sẽ được an ổn. Đó là kết quả của sự tu hành. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể tu được. Vì xã hội là một môi trường mà ở đó ta có nhiều điều kiện thực hiện việc tu học. Giới hạn như chúng tôi ở thiền viện, đôi khi thiếu các duyên thử thách. Nói thì nói vậy, chứ thiệt tình chúng tôi cũng sợ hết hồn, không dám giáp mặt với cuộc đời khi lực tu của mình còn yếu. Cho nên chúng ta phải hiểu, tu Phật thì ở đâu cũng tu được, ở đâu cũng là môi trường để thử nghiệm sức tu học của mình. Ví dụ như một Phật tử lái xe đàng hoàng, bất trắc có người nào đó đụng mình. Việc va chạm ấy, Phật tử là người không có lỗi, do anh kia quờ quạng sau đó thành ra có sự cố. Nhưng ngược lại, người kia gây gỗ, la lối, bức xúc Phật tử thế nọ thế kia. Lúc đó, nếu người không biết tu thì có chuyện liền. Nhưng Phật tử bình tĩnh, nhẹ nhàng sáng suốt, lắng nghe và tìm cách gỡ rối. Vì vậy, dù bên kia có nói gì đi nữa, Phật tử vui vẻ tìm cách giải quyết. Một lát hai bên thỏa thuận nhau, tiếp tục lộ trình, đường ai nấy đi. Ngược lại, bên kia không tỉnh, nói năng tầm bậy. Bên đây cũng không tỉnh, thế là hai bên đụng nhau. Đụng nhau nhiều hơn nữa thì đi đến ẩu đả. Hai bên không thể ngồi lại giải quyết được, phải nhờ thế lực thứ ba. Khi thế lực thứ ba đến thì theo đúng nguyên tắc là cả hai bị mời vô phòng công an. Như vậy cuối cùng rối tung lên, có lợi ích gì đâu. Cho nên hiểu lời Phật dạy, áp dụng đúng theo đó thì lúc nào ta cũng có niết bàn, có hạnh phúc. Có câu chuyện như thế này. Hồi xưa có Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già, tức Hòa Thượng Huệ Quang. Có một vị cư sĩ người Hoa mến mộ đạo Phật, thường tới lui học hỏi Phật Pháp với Ngài. Bây giờ Hòa Thượng cho vị cư sĩ này quyển kinh Pháp Bảo Đàn bằng chữ Hán. Ngài dặn, đạo hữu ráng dạy học cho thuận, đọc xong sẽ sáng, sẽ nắm vững đường lối chủ trương tu hành, nhất là tu thiền. Vị cư sĩ nghe lời Hòa Thượng đọc tới đọc lui quyển Pháp Bảo Đàn đến muốn thuộc lòng. Chẳng bao lâu trong công việc làm ăn của cư sĩ có sự kiện tụng, cuối cùng ông bị vô khám. Trong khám, lời nhắc của cố Hòa Thượng đối với ông càng rõ hơn, nên ông chuyên tâm đọc kinh Pháp Bảo Đàn, đọc một cách say sưa liên tục. Hồi ở ngoài ông cũng đọc, nhưng có khi phải lo việc nọ việc kia nên bị gián đoạn. Bây giờ vào khám, ông buông hết mọi việc, chỉ có đọc kinh Pháp Bảo Đàn thôi. Vì vậy ông không thấy cực khổ chật chội thiếu thốn như mọi tù nhân khác, thần sắc tỉnh táo vui vẻ, và ông cho rằng thời gian ở đây ông tu nhiều hơn ở ngoài. Người nhà đến thăm hỏi, ông nói, bình thường, chẳng có gì, tôi rất an lạc. Qua câu chuyện này cho thấy, nếu chúng ta áp dụng được lời Phật dạy thì nhất định niết bàn ngay trong hiện tại. Mỗi người đều có thể nhập niết bàn,
hưởng Niết Bàn ngay hiện tại, với điều kiện là dám bỏ các pháp trần. Trong cuộc sống này, nếu chúng ta muốn được an ổn, muốn giải thoát thành Phật, thì bản thân phải hành trì lời Phật dạy. Hành trì đúng thì mặc tình cho phong ba bảo táp, mặc tình cuộc đời thình suy, lúc nào chúng ta cũng an ổn. Thiền sư Mãn Giác có bài thơ thế này: Xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thường lai, mặc dị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất kim mai. Xuân đi thì trăm hoa lụng tàn, xuân đến trăm hoa đuôi nở, mọi việc xoay dần trước mắt chúng ta như vậy. Mọi hiện tượng, mọi sinh hoạt trong cuộc sống này rõ ràng như vậy, luôn luôn sanh diệt. Khi ta nhìn lại thì cái già đã đến nơi. Tóc bạc, răng rụng, bệnh hoạn, bao nhiêu sự suy tàn của thân này kéo đến. Vô thường chi phối, sự đổi thay trùm khắp. Nhưng với người Phật tử hay với người có mắt sáng, thấy ngoài sự đổi thay và nỗi khổ đau ấy còn có cái gì? Mạc dị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất kim mai. Đừng ngỡ xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả những qua bên ngoài rụng hết, nhưng trong lòng chúng ta còn một sự tỉnh táo sáng suốt, đó chính là Niết Bàn ngay trong hiện tại. Người không bị trôi dạt, không bị cuốn hút bởi các pháp, làm chủ được mình là nhập được Niết Bàn ngay hiện tại. Người tu thiền phải có công phu trong từng giây phút hiện tại, không thể đợi chờ hẹn hò gì cả, vì vô thường chụp đến bất cứ lúc nào. Ai biết được sự sống của mình sẽ ra sao? Như bây giờ bao nhiêu thứ tai biến ung bướu, mới hôm qua đang sờ sờ vậy, đi siêu âm té ra cục gì ở trong bụng, đụng tới nó xếp dở, nín thở ngay. Như vậy là nguy rồi, có làm gì được đâu. Cái mình trọng dòng quý báu, gìn giữ trao chuốt, sơn vẽ luôn luôn, mà nó bấp bênh như vậy, hà huống những thứ khác. Ngoài thân tâm hư giả này, còn có nào là nhà cửa, địa vị, tiền của? Tất cả những thứ ấy không bảo đảm, không giữ được khi vô thường chi phối. Mạng sống của mình không bảo toàn được, huống là những thứ ấy. Thành ra người tu phải là người giữ thế chủ động cho mình. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, nếu chúng ta nhớ lời Phật dạy, áp dụng được thì sẽ hết khổ. Nếu người tu Phật không kiên quyết hành trì, dứt khoát ngay trong mỗi niệm, thì khó mà nhận được Phật, Bồ Tát ở ngay cạnh mình. Chỉ người nào khi đối diện với những khó khổ ghê gớm nhất vẫn nhớ Phật, tu theo lời Phật dạy, người đó mới hết khổ được vui. Kho tàng chuyện cổ tích dân gian của chúng ta ảnh hưởng rất lớn tinh thần Phật dạy. Phật thị hiện làm ông già tóc bạc phơ như ông tiên, dùng cây đũa thần cứu nàng tắm. Phật thị hiện cá kình, cá ông để cứu người khi họ gặp sóng to gió lớn. Nhưng với điều kiện là mình phải tha thiết một lòng nghĩ nhớ đến Phật, đừng nghĩ chuyện tầm bậy. Không khẳng quyết thì khó có tâm thành để đạt kết quả như ý. Hồi xưa, lúc tôi còn nhỏ, ở chùa Giảng Đức, có một gia đình Phật tử nọ, đệ tử của Hòa Thượng Giảng Đức, đi chùa rất thuần thành. Duy chỉ người rể thì không thích đi chùa. Sống chung trong nhà, anh ta thấy mẹ vợ đốt nhang tụng kinh, lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, cha vợ rồi mấy người em vợ cũng thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Thấy thì thấy thôi, chứ anh không hề tham dự. Nhưng lạ một điều là âm thanh tiếng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm và hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm đóng vô đầu anh hồi nào không biết. Lần đó anh đi công tác, máy bay về đến phi trường nhưng không buông chân ra được, nó chạy lòng vòng mãi. Dưới này người ta tập hợp tất cả xe cứu hỏa, nếu kéo dài thêm một thời gian ngắn nữa thì kể như máy bay gặp nạn, tất cả hành khách trên đó không thoát khỏi tử vong. Bây giờ tự nhiên anh này nhớ Bồ Tát Quan Thế Âm và anh nhất tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Anh niệm đến nỗi quên hết mọi chuyện, chỉ nhớ Bồ Tát Quan Thế Âm. Cuối cùng chiếc máy bay hạ xuống vì hết nhiên liệu, bỗng dưng hai chân của nó bung ra được. Mọi người hú vía xem như mình chết đi mà được sống lại. Khi đó có một người bạn hỏi anh ta: Hồi nãy trong lúc nguy ngặt, tôi thấy anh ngồi như chết cứng, làm sao vậy? Anh ta nói: Thực tình tôi thấy nguy cơ mất mạng không thoát. Lúc đó bỗng dưng tôi nhớ hình ảnh mẹ vợ và tất cả những người trong gia đình mỗi đêm đốt nhang lại Phật rồi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Tự nhiên âm thanh và danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm hiện lên trong tâm. Tôi chỉ còn biết mỗi một việc là niệm Ngài mà thôi. Lúc niệm như vậy, tôi không thấy sợ sệt và cũng không còn thấy cái gì bên ngoài nữa. Cho đến khi máy bay đáp xuống được rồi, tôi mới chợt tỉnh ra là mình đang niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi về nhà,
Anh trình bày sự việc trên cho mọi người trong gia đình nghe. Và sau lần nguy ngạc ấy, anh con rể này mới bắt đầu tìm hiểu đạo Phật, bắt đầu đi chùa, và mỗi đêm anh là người lạy Phật, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm siêng năng hơn ai hết. Bây giờ anh mới thấy hiệu năng, kết quả của việc tu học. Nó không phải là cái mà chúng ta mong cầu hiện hiện ra, nó ăn sâu vào trong tâm thức. Hãy đến một lúc nào đó, ta hữu cảm thì tất ứng, hữu duyên thì sẽ được độ. Từ chỗ cảm nhận như vậy, anh trở thành người rất hâm mộ đạo Phật, rất siêng năng trong việc tu tập. Kể từ đây, anh mới hiểu thế nào là tự sống lại. Sống lại bằng cách nào? Không phải chỉ niệm như vậy thôi, mà là buông được mọi thứ bên ngoài, nghĩa là thấy rõ pháp tu và đường lối tu của mình. Chú tâm niệm như vậy là làm chủ được mình, không bị động bởi những cảnh duyên bên ngoài. Sau lần tai nạn ấy, mỗi lần anh đến trước bàn Phật thắp hương, ngồi lắng yên, và anh thấy rõ ràng rằng mình buông được những cái lăng xăng trước mắt, mình làm chủ được đối với những âm thanh sắc tướng bên ngoài, những cái sợ sệt, những cái bức xúc ở bên ngoài, nên mình an ổn. Điều này là một hiện thực. Anh thấy rõ ràng sự an ổn không do ai ban cho mình, mà chỉ có mình mới đem lại sự an ổn chân thật cho mình mà thôi. Đó là một cách tu. Phật không bảo chúng ta tụng đọc lời Phật dạy mà không hiểu, không áp dụng. Không phải gõ mõ tụng hoài những lời Phật dạy. Như cha mẹ dạy con đừng bất hiếu, thì không bao giờ cha mẹ bảo con mỗi ngày tới trước mặt mình nói lại con đừng bất hiếu. Không cha mẹ nào muốn con lặp lại như vậy, mà chỉ muốn bản thân đứa con đó đừng làm những việc bất hiếu. Cũng thế, dù hàng người nào nếu nghe hiểu và áp dụng đúng lời Phật dạy, buông hết các trần cảnh, thì người đó hưởng được pháp lạc, luôn luôn an ổn. Đó là vào niết bàn chứ gì. Cho nên biết có công phu thì có kết quả, có an lạc, có niết bàn. Đạo Phật là đạo giúp cho chúng ta có thể hưởng giá trị thiết thực ngay trong hiện tại. Chúng tôi mong rằng tất cả Phật tử chúng ta học Phật, hiểu Phật và áp dụng được lời Phật dạy để hết khổ, được vui, như chính niềm an vui mà Đức Phật đã đạt được.